Chào tất cả mọi người nha. Rồi bên nấm đang xuống mùng cưa. Mùng cưa này là mùng cưa cao su, dùng để làm nấm nha mọi người. Nói chung thì mùng này thì làm các loại nấm như nấm bào ngư, linh chi, nấm mèo, mối đen, chân dài, nấm sò. Nói chung thì mỗi người có sự lựa chọn của cái nguồn nguyên liệu, có thể làm trên bông. Nhưng mà bên nấm thì chuyên về bào ngư xám và linh chi đỏ. Rồi hôm nay thì quay cái video này chia sẻ cho mọi người thì cách mà bên nấm vào dinh dưỡng. Nấm sẽ vào từ cái lúc mà xuống mùng để ủ luôn nha mọi người. Đấy. Vào như thế này ủ chừng khoảng cỡ 2 ngày là làm ok luôn. Đấy. Xử lý mùng nè, rồi vừa bổ sung dinh dưỡng luôn. Sau đó thì việc còn lại của mọi người có thể là bổ sung thêm 2% cám là nhiều nhất nha. Hoặc là bổ sung thêm là 1/1000 đường ăn mình. Rồi. Đấy. Đấy là giới hạn tối đa nha mọi người. Còn bây giờ ở đây là đã đủ rồi. Còn cái mà mọi người muốn thêm ấy, thì thêm. Nhưng mà nấm cũng chia sẻ trước nha. Thêm thì vẫn có cái lợi của thêm mà vẫn có cái hại của thêm nha. Chứ không phải thêm là lợi nha. Như thế này là độ ổn định tương đối rồi. Còn muốn thêm thì nó sẽ giúp tăng năng suất hơn. Nhưng mà bù lại thì độ nhiễm sẽ cao hơn. Nếu ai làm nấm thì chắc nấm cũng không cần nói phân tích nhiều vấn đề này đúng không? Đấy, nên cái gì nhiều quá thì cũng không tốt mà ít quá thì lại thiếu. Đấy. Rồi bên đây thì cái đống mùng bên này thì bên nấm đã xử lý xong rồi, tức là đã vào vôi rồi, vào canxi rồi hết rồi. Thì việc của cái đống này là ngày mai đóng thôi, tức là nấm sẽ vào dinh dưỡng thì vào đây rồi, chủ yếu cái đây là vôi canxi và nước thôi. Đấy, rồi bổ sung thêm đường. Rồi nấm sẽ trộn dung đóng lên ủ. Đấy. Ủ như thế này thì bên nấm không có ủ lâu, chỉ cần là ngày hôm nay, cố gắng ngày hôm nay, sáng ngày hôm nay vào dinh dưỡng ủi xong, tới trưa xong thì sáng hôm sau bắt đầu tiến hành làm vậy thôi. Đấy, mọi người không nên ủ khá lâu nha, thay vì thời gian ủ khá lâu thì nên chờ cái mùng này. Hôm nay cũng chia sẻ với mọi người luôn, có nhiều anh em thì cũng trao đổi với nấm, kêu nấm ơi bây giờ là anh xuống mùng xong rồi anh vào gì đó rồi anh ủ tuần 10 ngày gì đó anh đóng phôi được không. Nấm nói cái cách đó làm thì nấm ngày xưa nấm cũng đã làm rồi, nó không có tốt lắm. Thứ nhất ủ lâu nó sẽ gây cho môi trường bị chua, cái thứ hai nữa mai mốt nó sẽ bị khô và nó hụt cái độ pH đi. Nên vôi á trong thời gian ủ lâu hụt pH hay đo pH lại là bị hụt mất, hụt thì phải bổ sung thêm pH vôi nè, rồi sau đó là phải bổ sung thêm nước nữa. Thì thay vì thời gian đó thì mình cứ để cái đóng mùng đi. Đấy, mình cứ để cho nó khô, đừng có vào dinh dưỡng, đừng có vào nước, đừng có vào gì hết, cứ để im đóng đi, im đóng cho nó khô đi. Rồi ngày mai làm thì ngày nay vô dinh dưỡng, hoặc là ngày mốt làm ngày nay vô dinh dưỡng cũng được. Rồi quên vô nước vô vôi dinh dưỡng thì nằm bên nấm cái vào nhà rồi đó. Rồi vậy là xong thôi. Đó là cái cách mà bên nấm làm, mình nấm chia sẻ cho mọi người. Chị Hạnh, chị qua chị đào giùm em này tí. Đây nấm sẽ nói chị đào. Đây nấm ủi hồi lúc 11 giờ sáng. Rồi chị đào đi. Đây nè. Đào mạnh nè. 11 giờ sáng là giờ này mọi người thấy rồi. Nhiệt độ của... Rồi được rồi. Mọi người không biết là có thấy rõ hay không. Bây giờ này là 7-8 giờ đêm rồi. Rất là nóng. Giờ này đóng này thì nếu mà đem đo nhiệt thì ngang cái chỗ tì nấm rờ thì nó khoảng cỡ 50 độ. Hơn, có thể hơn. Còn trong đấy thì bước vô đấy thì thấy cảnh á. À, đây nè, thấy mọi người thấy cái hơi nó bay không? Đấy. Không biết thấy cái rõ không? Rồi. Đó là cái cách mà bên nấm đóng phôi bằng ngư. Rồi. Như vậy còn bên đây thì nấm chia sẻ cho mọi người phôi. Thì phôi thì cái công thức nó sẽ ra phôi chạy như thế này nè.
Bây giờ thì Nấm sẽ giao cho khách luôn. Nấm sẽ leo lên đây. Nói chung là hôm bữa giờ đi khá nhiều rồi, đi non rồi cũng nhiều lắm. Nhưng mà còn phô thì leo lên đây cho mọi người xem. Cái bịch phôi chỗ này nó bị che tối nha mọi người. Chứ để mọi người kêu là phôi bên Nấm là nếu mà nói về nhìn tỷ lệ thì khỏi bàn cãi rồi. Có thể là không tốt hơn ai nhưng mà với bên Nấm thì quá là tuyệt vời ha. Đó, chuẩn bị đi luôn. Cái xe này giao chắc cho khách luôn. Rồi, như vậy là xong rồi đấy. Quy trình xuống mùng và dinh dưỡng xong. Đó là cách làm bên Nấm. Rồi, nếu anh em nào mà có nhu cầu gì đó thì cứ liên hệ với Nấm. Nấm sẽ chia sẻ cho mọi người. Và có thể là Nấm cung cấp cái dinh dưỡng rồi để cho mọi người xử lý nhiều lắm. Nên là Nấm cũng muốn cho mọi người cùng nhau làm để tốt. Chứ còn Nấm thì làm bao nhiêu năm, hơn chục năm nay rồi, cũng trải qua rất là nhiều cái rồi. Ăn đòn lên bờ xuống ruộng, lên voi xuống chó, lên đủ thứ hết. Rồi bây giờ thì xong này thì bên Nấm sẽ ủi đóng lên nha. Nè, bây giờ sẽ tiến hành lấy cái xe này. Đấy, bắt đầu là dùng đóng lên. Hoặc mọi người khi mà xuống xong rồi mọi người cũng có thể là xuống một bên để cho nó cao nè. Hoặc là mọi người cũng có thể là làm xiên xúc tay, nhưng mà nghĩ xúc tay mà xúc cái lượng này cũng đuối, nên là có thể là mọi người xuống mùng á, mở một bên thôi. Đó. Còn Nấm mở hết ba bên luôn, hai bên hông và một bên đuôi. Còn mọi người cứ mở một bên, thay vì ấy là Nấm đang nói là mọi người không có xe mà ủi lên cao á, thì mọi người xuống một bên để cho cái đóng mùng mình nó được dung cao hơn, nó to hơn, ủ tốt hơn. Rồi. Cảm ơn tất cả mọi người. Chúc mọi người nhiều sức khỏe.